Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bác trọn cảnh Lan Ngọc cười rạng rỡ tay trong tay với chàng soái ca khiến dân mạng trầm trồ. Trước khoảnh khắc thân thiết của Ninh Dương Lan Ngọc cùng Liêm Bỉnh Phát, fan hâm mộ đồng loạt dành lời khen tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi. Suốt nhiều năm qua, tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc từng gắn liền với không ít chàng soái ca như Minh Luân, Trì Dân, ST Sơn Thạch. Và gần đây nhất, khán giả không khỏi xuýt xoa khi cô nàng được tích cực đăng tải hàng loạt khoảnh khắc thân mật với dàn nghệ sĩ đình đám như Ngô Kiến Huy, Trương Phạm, Trương Thế Vinh, Liêm Bỉnh Phát. Lan Ngọc thường xuyên được fans hâm mộ đẩy thuyền với các sao nam. Mới đây nhất, vào chiều ngày 15 tháng 11, Lan Ngọc tiếp tục gây chú ý với hiện tại rạng rỡ bên diễn viên MC Liêm Bỉnh Phát. Cụ thể, trên fanpage cá nhân, Ngọc Nữ đăng tải loạt ảnh xinh đẹp, tình tứ bên thành viên của Running Man mùa 2, chạy đi chờ chi, kèm theo lời nhắn, xé xong rồi, rủ ra chụp hình, bạn chờ tôi tuần sau nhé, Liêm Bỉnh Phát. Lan Ngọc đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên Liêm Bỉnh Phát. Trong suốt hình lần này, diễn viên mối tình đầu của tôi diện đồ trắng, tông xẹt tông với Liêm Bỉnh Phát. Qua ánh mắt, hành động mà cả hai dành cho nhau, không ít khán giả trầm trồ, ngạc nhiên vì quá tình tứ và xứng đôi vừa lứa. Đẹp đôi giữa trời, anh B nhìn hiền dễ thương, eo ôi đẹp đôi quá. Qua anh trai quá xinh đẹp, phong cách tự nhiên. Mong bà Nọc với ông Phát thành một đôi. Anh sợ chị giận kêu ra chụp hình đó ạ, đẹp đôi xỉu. Tuy nhiên, trên thực tế những khoảnh khắc trên không phải là ảnh riêng tư của Lan Ngọc với Liêm Bỉnh Phát, mà nằm trong bộ ảnh quảng bá được dàn cast chụp trong đợt ghi hình ở Phú Quốc từ trước. Bộ ảnh dàn cast chụp tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng trách móc Liêm Bỉnh Phát vì đã nhẫn tâm xé bản tên của Ninh Dương Lan Ngọc trong tập chính Running Man mùa 2 vừa phát sóng tối 14 tháng 11. Dù chính anh là người đã mở lời xin mọi người không xé bản tên của cô mà chỉ giữ Trùn Phạm. Ô Phát bảo tha Ngọc mà cuối cùng ổng cũng là người xé Ngọc. Thật khó tin là đàn ông mà. Phát nhường Ngọc như mùa trước có phải ga lăng không Phát ơi? Thích độ vui tính của Ngọc, vẫn thích sự thật thà, ga lăng và độ đáng yêu của Phát khi nhường Ngọc. Tập chính, Phát nhẫn tâm với Ngọc quá rồi đó nha. Nói không xé người ta mà cuối cùng cũng xé. Ủa alo? Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc từng là cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiều nhất Running Man mùa 1. Dù nhà sản xuất cùng fans hâm mộ đều mong mỏi cả hai tay sẽ có kết quả show giả tình thật, nhưng trên thực tế cả Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc đều chỉ xem nhau như bạn bè, không thể phát triển mối quan hệ thêm nữa. Quý cô xinh đẹp Ninh Dương Lan Ngọc gợi ý cho phái nữ trang phục mùa lễ hội rực rỡ sắc màu với chất liệu vải tuyết. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tạo ra nhiều trang phục từ phong cách cổ điển, thanh lịch cho đến hiện đại trong bộ sưu tập mới. Loạt thiết kế được nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện xuất sắc với tinh thần vui tươi, tràn ngập năng lượng. Vải tuyết luôn được ưa chuộng trong mùa thời trang thu đông vì khả năng giữ nhiệt tốt. Tuy nhiên, với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho dệt riêng với tỷ lệ sợi phù hợp nhằm giúp vải đẹp, mặc hợp mốt nhưng vẫn thoải mái, dễ chịu. Với bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn nhiều màu sắc nổi bật, tươi vui. Anh mong muốn gửi gắm nguồn năng lượng sống tích cực, tinh thần lạc quan tới phái đẹp sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực vì dịch bệnh. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhấn mạnh tính tiện dụng trong các thiết kế. Theo đó, phái nữ có thể sử dụng ở nhiều không gian, hoàn cảnh khác nhau. Các quý cô có thể diện chiếc váy đến văn phòng, ngay sau đó có thể đến buổi tiệc khi phối thêm một vài phụ kiện. Với những trang phục này, Lan Ngọc khéo léo kết hợp những chiếc túi xách có màu đồng điệu, người đẹp phối sắc hồng cùng phụ kiện màu đỏ, một lựa chọn tương đối táo bạo nhưng vẫn ăn ý, đẹp mắt. Bộ trang phục màu xanh mang đến vẻ ngoài nữ tính, kiều kỳ cho nữ diễn viên. Túi xách này được phối theo nhiều sắc độ khác nhau, tạo nên sự nhất quán nhưng vẫn có điểm nhấn. Với bộ ảnh này, Ninh Dương Lan Ngọc muốn gửi gắm đến các cô gái. Mùa lễ hội sắp tới, bạn đừng ngại lựa chọn những trang phục nhiều màu sắc. Cuộc sống sẽ vui tươi, tràn ngập năng lượng hơn khi bạn mặc đẹp. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.